Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ghi nhận thông tin từ báo Tiền Phong, chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, đối với một số ý kiến bào chữa cho các bị cáo về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ cho rằng, trong quá trình tổ chức cấp phép chuyến bay, các bị cáo là công chức, không có hành vi sách nhiễu doanh nghiệp, các cá nhân không thỏa thuận làm hoặc không làm theo yêu cầu của doanh nghiệp và không yêu cầu doanh nghiệp chi tiền cảm ơn. Sau khi được cấp phép chuyến bay, một số doanh nghiệp gửi tiền qua các bị cáo cảm ơn. Đây không phải là hành vi đưa, nhận hối lộ, đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Theo hội đồng xét xử xét thấy, quá trình điều tra và kết quả tranh tụng tại phiên tòa thể hiện, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, một số doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đến Văn phòng Chính phủ, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đề nghị được cấp phép tổ chức các chuyến bay cho công dân về nước dưới hình thức giải cứu hoặc combo. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xin cấp phép như bị từ chối hoặc không được trả lời, hoặc có một số doanh nghiệp mặc dù được cấp phép nhưng sát thời điểm tổ chức chuyến bay dẫn đến không tổ chức được hoặc thua lỗ. Do đó, một số doanh nghiệp đã liên hệ với các bị cáo là công chức cơ quan nhà nước nhờ vả giúp đỡ được tổ chức cấp phép chuyến bay theo yêu cầu. Cụ thể là với tần suất nhiều hơn, với số lượng người lớn hơn theo thị trường doanh nghiệp hướng đến và được cấp phép sớm. Cũng theo báo Tiền Phong, một số doanh nghiệp đã đưa tiền cho cán bộ công chức với danh nghĩa cảm ơn. Tuy nhiên, số tiền cảm ơn dựa trên số lượng chuyến bay và khách được đưa về nước cân đối với lợi ích của doanh nghiệp tổ chức chuyến bay. Theo hội đồng xét xử, số tiền các doanh nghiệp đưa rất lớn, đặc biệt lớn, có lần lên tới hàng tỷ đồng, hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Việc đưa tiền, nhận tiền diễn ra nhiều lần thường xuyên, liên tục, với số tiền vượt quá mức thu nhập bình quân của cán bộ công chức khi thực hiện công việc doanh nghiệp yêu cầu. Do đó, hành vi của các bị cáo là hành vi nhận hối lộ. Hội đồng xét xử nhận định, đối với các bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, Tô Anh Dũng, trong nhóm nhận hối lộ là những người nhận hối lộ nhiều lần với số tiền rất lớn, đặc biệt lớn, gây bức xúc cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến thực hiện chính sách nhân đạo của nhà nước và hình ảnh của đội ngũ cán bộ công chức. Do đó, cần có hình phạt nghiêm, cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát tại phiên tòa mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe tội phạm nguy hiểm này, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đã nhận hối lộ nhiều lần với số tiền trên 25 tỷ đồng gây bức xúc cho xã hội. Với vai trò là người đứng đầu Cục Lãnh sự, bị cáo Lan để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, mang tính hệ thống tại đơn vị của mình. Tại cơ quan điều tra, bị cáo không thành khẩn khai báo, hội đồng xét xử cho biết. Tuy nhiên, sau đó tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, nhận ra sai phạm của mình, ăn năn hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng thời tác động về gia đình, nộp một phần tiền khắc phục hậu quả vụ án, đề nghị dùng toàn bộ tài sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan tù chung thân, trong khi Viện Kiểm sát đề nghị 18 đến 19 năm tù. Bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 16 năm tù. Viện Kiểm sát đề nghị 12 đến 13 năm tù về tội nhận hối lộ do nhận hối lộ. Chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội môi giới hối lộ với số tiền môi giới là 2,65 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 62 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky, đưa để nhờ Tuấn chạy án, ghi nhận thông tin từ VTC News. Trước đó, sáng ngày 21 tháng 7, trong phần đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo, Viện Kiểm sát thay đổi quan điểm luận tội với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 5 đến 6 năm tù. Về lý do đề nghị giảm án cho bị cáo Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát cho biết gia đình bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 1,85 triệu đô la Mỹ
phải chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử trả lại 210.000 đô la Mỹ, 146 miếng vàng là tài sản thu giữ cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình bị cáo. Tại tòa, ông Nguyễn Anh Tuấn khai báo rành rọt và khá chi tiết về các mốc thời gian cũng như lượng tiền giao dịch để chạy án giữa các bị cáo. Ông Tuấn cho biết bản thân coi Nguyễn Thị Thanh Hằng như em gái. Cuối tháng 1 năm 2022, sau Tết Nguyên Đán, Hằng đến gặp rồi nói với ông Tuấn về việc Hằng có tham gia thực hiện dịch vụ chuyến bay combo có khả năng bị vướng lao lý. Sau cuộc gọi điện thoại cho Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, ông Tuấn biết người này đang là điều tra viên chính của vụ án. Lần gặp thứ hai diễn ra tại nhà của ông Tuấn. Hôm đó, Hằng nói là phó tổng giám đốc nhưng phụ trách việc quan hệ, đưa tiền cho cựu cán bộ các bộ, ngành, còn Sơn là tổng giám đốc. Lần gặp này, ông Tuấn đề nghị Hưng hướng dẫn Hằng tự thú. Sau đó, Hưng đồng ý giúp đỡ với điều kiện Hằng cần viết các bản tường trình, ghi cụ thể quan hệ đưa tiền cho các đơn vị như thế nào, đưa cho bộ, ngành nào. Từ đó, Hằng viết 7 bản tường trình và bản tự thú gửi cho cơ quan điều tra. Lần 3, cũng tại nhà ông Tuấn, Hằng đã giao các bản tường trình nêu trên cho bị cáo Hưng. Theo lời khai của ông Tuấn, Hưng yêu cầu Hằng không đề ngày, tháng trong các bản tường trình. Về nội dung, ông Tuấn khai Hoàng Văn Hưng yêu cầu nữ phó tổng giám đốc công ty Blue Sky trình bày toàn bộ diễn biến và tách riêng nội dung của từng bộ, ngành. Quá trình gặp gỡ hai cựu công an, Hằng nói bản thân là người thực hiện chính, không muốn tổng giám đốc Lê Hồng Sơn dính vào vụ án. Tuy nhiên, khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm 2022, khi cơ quan điều tra làm việc và ghi lời khai đối với Sơn, thì xuất hiện nội dung Sơn khai biết việc Hằng đưa tiền hối lộ cho các cựu cán bộ một số đơn vị. Thấy vậy, Hằng lo lắng và hỏi ý kiến ông Tuấn. Tuấn nói cần hỏi ý kiến điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Ngoài ra, khi Hằng bày tỏ mong muốn gửi Hưng một ít tiền, ông Tuấn truyền đạt lại cho Hưng và được cựu điều tra viên đồng ý. Ông Tuấn cho biết, trong lần đầu tiên đưa hối lộ, Hằng đưa cho Tuấn 100.000 đô la Mỹ và Tuấn chuyển tiền cho Hưng. Lần thứ hai, Hằng đưa 150.000 đô la Mỹ để ông Tuấn chuyển cho Hưng. Giữa tháng 4 năm 2022, Hưng nói rằng các điều tra viên tham gia đông phải dùng kinh phí để quan hệ, bồi dưỡng cho mọi người. Từ đó, ông Tuấn chuyển lời nhắn này đến Hằng. Tối ngày 20 tháng 4, Hằng tiếp tục đưa 200.000 đô la Mỹ cho ông Tuấn để chuyển tiếp cho Hưng. Từ tháng 4 đến khoảng tháng 9 năm 2022, theo lời khai của ông Tuấn, bị cáo có 5 đến 6 lần chuyển cho Hoàng Văn Hưng tổng số tiền khoảng 1,45 triệu đô la Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.